Vào đầu năm 2021 thì DJI đã cho ra mắt DJI FPV, một sản phẩm FPV drone chứa rất nhiều công nghệ xịn sò của DJI, nhưng nó lại khó tiếp cận với những người mới chơi. Vậy nên lắng nghe ý kiến của người dùng, DJI đã cho ra mắt một sản phẩm mới có vòng bảo vệ, thiết kế nhỏ gọn và cực kỳ dễ bay, DJI Avatar. DJI Avatar sẽ cho ra mắt hai phiên bản tiêu chuẩn, bao gồm phiên bản đi kèm kính goggle V2 và phiên bản đi kèm kính goggle 2. Và tất cả phiên bản tiêu chuẩn đều sẽ được sử dụng cùng Motion Controller để cho chúng ta có một trải nghiệm tốt nhất khi bay DJI Avatar. Và những ai đã sở hữu DJI FPV trước đấy thì kính goggle V2 cũng như là tay cầm Remote Controller V2 vẫn sẽ sử dụng được cùng với cả DJI Avatar nha mọi người. Đầu tiên điểm qua về thiết kế của DJI Avatar và trả lời cho câu hỏi là tại sao nó lại dễ tiếp cận hơn DJI FPV nhỉ? Như tất cả sản phẩm thương mại khác của DJI thì tổng quan thiết kế là sẽ bằng nhựa cứng. Về kích thước thì sẽ chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay mình thôi. Nhưng mà đo về kích thước của FPV drone truyền thống ấy thì nó sẽ nằm trong khoảng giữa là 3 inch và 3,5 inch. Trọng lượng bao gồm pin thì sẽ khoảng là hơn 400 gram một chút thôi, không quá to và nặng như DJI FPV. Và vòng bảo vệ cánh như này sẽ giúp chúng ta yên tâm mà bay hơn, đâm đụng vào đâu đấy thì chúng ta vẫn có thể là tiếp tục bay và không lo lắng về việc là hỏng hóc những linh kiện bên trong. Và mình khẳng định rằng là mới chơi FPV drone thì việc đâm đụng là không thể tránh khỏi. Thế nên việc có vòng bảo vệ như thế này giúp chúng ta hạn chế được phần nào những việc như thế đấy. Tổng quan về cách lắp đặt thì mọi linh kiện trên Avatar được lắp đặt một cách khá là dễ dàng. Vậy nên mình nghĩ việc tự sửa chữa drone này so với drone FPV truyền thống thì đó là điều rất là bình thường. Và điểm chúng ta quan tâm nhất ở trên chiếc Avatar này đó chính là chiếc camera của nó hoạt động ra sao, đúng không? Vẫn như DJI FPV thôi, chỉ có một trục tiêu là lên xuống. Góc tiêu thực tế mình đã test là từ -80 độ cho tới hơn 60 độ một chút. DJI Avatar sở hữu một cảm biến khá là to, 1:1.7 InSync Mode, to hơn nhiều so với DJI FPV và giúp cho chúng ta có những trải nghiệm trong điều kiện thiếu sáng phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Thiết kế của Avatar sẽ giúp chúng ta bay được ở trong không gian hẹp. Vậy nên với một ống kính cảm biến lớn như thế này thì sẽ tạo ra nhiều video ấn tượng hơn với nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Mặc dù khả năng quay vẫn chỉ ở là 4K 50 và 60 FPS, nhưng với một cảm biến lớn hơn thì giúp chúng ta thu được nhiều ánh sáng hơn. Chưa kể là bitrate video lên tới 150 megabit trên giây, giúp chúng ta có thể giữ lại rất nhiều chi tiết. Cảm biến là một trong những phần không thể thiếu trên những chiếc drone của DJI. Với DJI Avatar, chúng ta sẽ có một cảm biến bụng. Nhưng chiếc camera trước này vẫn sẽ sử dụng AI để có thể né tránh vật cản trong trường hợp return home. Như ví dụ mình có ở đây là mình bay gần hết pin và có được báo return home. Và mình thực sự bất ngờ khi gặp sợi dây bé như này, Avatar đã dừng lại, hạ thấp độ cao và tiếp tục di chuyển về điểm home. Avatar có tới 20GB bộ nhớ trong, giúp mình có thể quay lên đến 20 phút ở định dạng là 4K 60fps và hơn 1 tiếng ở định dạng Full HD 100fps. Về khả năng truyền hình ảnh thì DJI Avatar sử dụng công nghệ truyền hình ảnh Ocusync 3.0 Plus. Đây là một trong những công nghệ tân tiến nhất của DJI đã được áp dụng lên Avatar, giúp cho khả năng truyền hình ảnh lên tới 50Mbps trên giây và độ trễ nhỏ hơn 28ms. Thế nên mọi tác vụ bay thì mình không có lo lắng, chỉ cần có một vị trí đẹp này không bị chắn bởi quá nhiều vật thể thì DJI Avatar sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của nó. Và tiếp theo là một nhân vật mà ai cũng quan tâm, DJI Goggle 2. DJI đã thực sự thay đổi thiết kế giúp cho người dùng có một trải nghiệm tuyệt vời hơn so với chiếc kính ra mắt trước đó. DJI Goggle 2 không chỉ giúp chúng ta nâng tầm trải nghiệm về việc là bay một con drone như thế nào, nhưng mà đây chính xác thực sự là nâng tầm trải nghiệm về giải trí của chúng ta với mặt âm thanh và hình ảnh. Phải nói đây là một điều khiến mình rất bất ngờ luôn đó mọi người ạ. DJI đã lắng nghe người dùng rất nhiều. Goggle 2 có một thiết kế nhỏ hơn, ôm sát gương mặt hơn, không bị hở sáng ở phần sống mũi khi đeo. Trải nghiệm trên kính phải nói là hoàn toàn tuyệt vời. Anten dạng gập đi liền với kính, không phải tháo ra tháo vào bất tiện. Và đối với những người cận như mình thì đeo một chiếc kính FPV như này sẽ có rất nhiều khó khăn. Từ việc là phải cắt một mắt kính làm sao cho vừa với cả mắt, hoặc là kính đó phải có chỉnh cận. Nhưng DJI Goggle 2 đã hoàn toàn làm được điều này, đã cho phép được chỉnh cận nha mọi người. Mà mức độ chỉnh cận là -8 diop cho tới +2 diop.
Chưa kể DJI còn tặng thêm chúng ta một chiếc len. Nếu ai cận nặng hơn độ đấy có thể lắp chiếc len đấy trực tiếp vào mắt kính này. Với thiết kế nhỏ gọn hơn thì nên dây đeo cũng được thay đổi sao cho phù hợp. Vẫn là câu chuyện DJI rất biết lắng nghe người dùng. Thì ngoài việc cho phép chúng ta chỉnh cận thì DJI đã tặng kèm chúng ta một miếng pad nhựa thế này để có thể bảo vệ mắt len không bị xước nha. Thay thế cho các nút bấm thì cũng như joystick, DJI Goggle 2 sử dụng điều khiển bằng cảm ứng bên phải kính. Tất cả các thao tác sẽ được điều khiển ngay trên bề mặt kính. Đây là một trong những tính năng mà mình cảm thấy rất là bất ngờ. Về màn hình hiển thị, khi mà Goggle V2 sử dụng hai màn hình của LCD khiến cho tổng quan của chiếc kính rất to, thì với Goggle 2 sử dụng hai màn hình Micro OLED nhỏ hơn 1/16 so với màn LCD, giúp chiếc kính nhỏ hơn, hình ảnh nhìn qua Goggle 2 phải nói là đẹp tuyệt vời, đi kèm với tính năng nâng cao hình ảnh. Goggle 2 cho phép truyền hình ảnh về từ avatar với độ phân giải 1080, 100 hay là 50fps. Một điểm nữa khá thú vị là Goggle 2 tích hợp head tracking trên avatar, giúp chúng ta có thể là xoay đầu hướng nào thì camera xoay hướng đó. Với những người mới chơi mà việc kiểm soát khung hình khi bay quá khó thì head tracking sẽ đảm nhận việc này. Đây là cái điều mình nói tại sao avatar lại nâng tầm giải trí về mặt âm thanh và hình ảnh của chúng ta lên. Với hình ảnh, chúng ta có một hình ảnh quá xuất sắc với hai màn Micro OLED. Chưa kể, avatar có tới 4 loa, 2 trong và 2 ngoài, cho phép chơi âm thanh stereo. Và mình phải nói thực sự ấn tượng, rất ấn tượng với bộ loa này của DJI. Và để đi kèm với việc đó thì DJI cho phép chúng ta là phát video qua thẻ nhớ trực tiếp trên DJI Goggle 2 hoặc là qua công nghệ Wireless Streaming DLNA, giúp chúng ta có thể là trực tiếp xem phim trên kính chẳng hạn. Đó là một cái trải nghiệm rất là hay đúng không? Và cuối cùng là trải nghiệm với Motion Controller. Motion Controller được ra mắt cùng thời điểm với DJI FPV. Đây là một cách điều khiển drone phải nói là cực kỳ thú vị, rất vui, rất phấn khích đối với những người mới chơi hay lần đầu tiếp xúc với DJI FPV hay sẽ là DJI Avatar ở đây. Các thao tác sử dụng thì đơn giản, chỉ cần sử dụng cổ tay xoay theo các hướng là sẽ bay theo ý thích của bạn. Với những người đã từng chơi DJI FPV hay FPV truyền thống trước đó, vẫn có thể sử dụng Remote Control V2 như mình đã đề cập. Nhưng DJI đi kèm với Motion Controller thì mình nghĩ là ai cũng có thể bay được. Với những người lần đầu tiếp xúc với DJI Avatar cũng như là sử dụng Motion Controller, chỉ với một vài đường bay thôi, họ có thể thành thạo điều khiển chiếc drone Avatar một cách cực kỳ dễ dàng. Nhưng mà để có những shot bay ấn tượng hơn nữa cũng như là có thể nhào lộn được thì các bạn có thể tập cùng với cả Remote V2 nha. Quan trọng nhất là chúng ta phải hiểu được những thao tác của drone này, tập phản xạ làm sao chúng ta có thể điều khiển một drone một cách dễ dàng nhất. Và để mọi người có thể tiếp cận dễ dàng hơn với Avatar cũng như là FPV truyền thống, thì mình xin phép dành ra 5 số video tiếp theo để có thể hướng dẫn mọi người sử dụng Avatar cũng như là đưa định hướng tới mọi người đến với bộ môn FPV nhá. Đồng hành cùng mình lần này là Tokyo Camera, đơn vị cung cấp những thiết bị quay phim chụp ảnh tốt nhất. Cùng với slogan tận tâm phục vụ thì Tokyo Camera là một địa chỉ uy tín mình muốn giới thiệu tới mọi người. Cửa hàng có nhiều chi nhánh tại cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Và đó là tất cả những điều khiến Avatar có thể giúp những người mới chơi cũng như là tiếp cận FPV một cách đơn giản hơn. Còn rất nhiều điều thú vị và rất nhiều sản phẩm thú vị nữa đang chờ đón chúng ta ở phía sau. Cùng đón chờ mình trong video tiếp theo nhá. Cây FPV